Chào các bác, đây là cái pin đồng hồ. Thì em thấy nhiều bác dùng, rất hay dùng cái này, cái pin này và cái pin này để thay cho máy tính, thay cho đồng hồ treo tường, rồi thay cho các, nói chung là cái đồng hồ nào mà dùng loại pin này đều dùng loại pin con thỏ này, con thỏ hoặc con én vân vân. Thì em trong cái video này em xin chia sẻ với các bác và cũng góp ý luôn với các bác không nên dùng pin này nhé, không nên dùng pin này. Tại sao lại không nên dùng pin này? Nhiều người bảo là người khác dùng được thì tôi dùng được. Vâng, đúng ạ, pin này của nó do Việt Nam sản xuất, đáng nhẽ phải dùng hàng Việt Nam, đúng, chính xác. Nhưng khi mà nó hết điện thì các bác, thứ nhất là cái dung lượng điện nó không ổn định, nó không ổn định đâu. Ví dụ như các bác dùng cái pin này để cho vào mic hát karaoke này, cũng không ổn định này. Đó, nó rất là nhanh hết mà nó chập chờn. Và thậm chí là có một cái nhược điểm chết người của những cái pin này, đó là người ta dùng sau khi dùng một thời gian hết điện nó chảy ra, chảy nước ra đây này các bác này, tức là axit của nó chảy ra. Đó, axit chảy ra, và những cái axit này nó chảy ra mà mình không kịp thay ngay ấy thì nó sẽ chảy vào cái tiếp xúc điện ấy, nó làm cho cái tiếp xúc điện bị oxy hóa và nó xỉn đen ấy. Đó, là do cái này này các bác này, cái axit ở bên pin này này, đó, nó rơi vào trong máy còn nguy hiểm nữa. Đấy, và em cũng góp ý luôn là các bác không nên thay pin này, và các bác nên mua cái loại pin này này, pin này này, các bác thấy cái chữ Panasonic này, đó, kể cả loại to loại nhỏ, màu không quan trọng nhé. Đấy, có cái màu đen, có cái màu xanh, có cái màu đỏ, không, màu không quan trọng, mà các bác nên làm gì, nên thay loại này. Bởi vì cái loại này này khi nó hết điện thì nó như mới, như này nguyên này, nó không hề chảy nhựa thế nào đâu, không hề chảy nước như này thì một tí nào luôn. Đấy, nó rất là lành. Đó, đây này các bác thấy này, axit nó rơi ra tay em rất nguy hiểm. Đấy, rất nguy hiểm các bác. Đấy, và các bác nên dùng cái này, pin này. Nó cung cấp điện ổn định hơn, ví dụ cho vào mic hát karaoke rất ổn định. Đấy, cái này có thể sản xuất ở Indonesia hay Thái Lan hay là vân vân. Đấy, nên các bác dùng cái pin Panasonic này nhé, màu đen hoặc màu xanh hoặc màu đỏ tùy. Sai cũng tương tự như thế. Chứ các bác không nên dùng cái loại này. Đây, video em chia sẻ với các bác nhiều điều đấy. Rồi, chào các bác.